em quyền hôm nay sẽ lên chia sẻ với quý quý, quý anh chị à, về chiến thuật bắt đáy kinh nghiệm bắt đáy ở khi mà thị trường có những cái pha rơi đó thì đây là những cái mã cổ phiếu là KBC, CMG, VC, đạm phú mỹ, HAG và cổ phiếu ngày hôm nay robot trả về là SMC đó thì em quyền sẽ chia sẻ cho anh chị cái kinh nghiệm bắt đáy cũng như là cái uh, kỹ thuật bắt đáy uh, về phân tích khu phương tây anh chị nhá anh chị nhớ theo dõi hết cái video này đó, em là Dư Quyền là một nhà đầu tư uh, công ty uh, chứng khoán VMS. Đó, rất vui lại được đồng hành và gặp quý chị ở trong cái buổi video ngày hôm nay. Anh chị nhớ like và sub like kênh anh chị nhé. Ok chị, đầu tiên thì uh, chúng ta có cổ phiếu KBC. Đó, thì KBC là cổ phiếu mà robot nó trả lệnh về là ngày 24 tháng 7 năm 2024 và T3 đang lợi nhuận là 5.3%. Đó thì KBC ở đây anh chị đúng không ạ? KBC anh chị nhá, đúng không ạ? KBC này. Rồi, KBC thì uh, hôm 25 đó. À hôm 24 anh chị, 24 là KBC uh, trả về cái tín hiệu đây. Thì thứ nhất là theo về kỹ thuật phương Tây thì anh chị đang nhìn thấy, chúng ta có một cái tín hiệu phân kỳ của RSI. Được chưa anh chị? Chúng ta có một cái tín hiệu phân kỳ của RSI. Đó, và khi mà có tín hiệu phân kỳ RSI và nó có cái dấu hiệu cắt lên đó cắt lên cái đường m 6 này đó cắt lên cái đường m 6 này thì nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta mua đó rồi là à, tiếp theo là về kỹ thuật nữa là với chỉ báo MCD anh chị thấy MACD của mình nó là có gì không ạ thứ nhất là nó đang nó đang ủ uh, oh, wow so chị thì Ami dạo này bị lỗi quá nhỉ so đến chị <cười> <cười> về tín hiệu macd thì cổ phiếu kbc à, kbc thì macd cái đường histogram này histogram nó cắt lên cái đường zero nó cắt lên đường không và đâu đó thì cái sự hội tụ lại của đường macd và giao cắt cái đường tín hiệu đây là một cái kỹ thuật mà anh chị chúng ta có thể là canh, canh bắt đáy và đâu đó như chị đang nhìn thấy này với bạn chúng ta lúc đó là cái phiên đấy là dòng tiền vào thì chính cái dòng tiền vào như vậy là anh em nhảy vào cuộc chơi À, nhảy vào cuộc chơi bắt với cổ phiếu KBC anh chị nhá. Vì trước đó là có tín hiệu phân kỳ RDI được chưa anh chị? Phân kỳ RDI và cái target thì khả năng nó sẽ lên được cái khu vực giá 30 đối với cổ phiếu KBC ở trong nhịp này. Đó, KBC ở đây thì zoom của em quyền đã cho mua từ ngày 24 tháng 5 à 24 tháng 7, lợi nhuận T3 đó, hàng về ổn áp, lợi nhuận 5.3% đây là một cái lệnh anh chị nhá đây là một con robot nó đã cho bắn lệnh xuyên suốt từ những cái nhịp vừa qua như là 24 24 có hai mã này, 25 25 thì robot cho hai mua hai mã này, 26 một mã này, hay 9 một mã này. Đó, như anh chị đang nhìn thấy đây, nó toàn đang có biên lợi nhuận rất là tốt. Đó, rất là tốt đấy chị nha. Đó, vì cái kỹ thuật mà bắt đáy với cổ phiếu KBC thì KBC nữa thì ở cái vị thế về mặt dài hạn anh chị, nó cũng đang loanh quanh ở cái đường hỗ trợ cái đường MA 50 này nữa đây là một cái kỹ thuật mà anh chị có thể bắt đáy khi quánh theo chiến lược MACD và trước đó thì à, với cổ phiếu KBC cứ chạm về những cái đường MA 50 là có dấu hiệu bật tăng lên trở lại đó rồi tăng một trên lại và ở đây thì KBC thì khả năng là à, trong dài hạn vẫn còn có nhùng nhằng một chút xíu một vài tháng nữa chị nhá một vài tháng nữa là khả năng cái cơ hội mà nó bật tăng rất là tốt Đối với vị thế về mặt dài hạn, đối cổ phiếu KBC, uh, suy xét cho về về mặt trung hạn. Đó, trung hạn thì như anh chị đang nhìn thấy rồi là chúng ta có cái gì ạ? Cái cái MACD của cái cái tuần trước đó là cũng cũng xuất hiện một cái tín hiệu màu xanh trở lại. Đó, cái đường histogram anh chị này, xuất hiện màu xanh trở lại. Đó, là cái tín hiệu mà anh chị em chúng ta có thể tham gia cuộc chơi, uh, cuộc chơi với cổ phiếu KBC. Đó là cái kỹ thuật mà bắt phân kỳ. Đó, bắt phân kỳ anh chị nhá. rồi là theo chiến lược uh, Ichimoku nữa thì chúng ta có một cái vùng khách sạn đây. Đó. Ngày 24 là có vùng khách sạn ở đây, nhá. Thế nên là em quyền cho cho khách hàng bắt từ giai đoạn rất là sớm. Đó, đâu đó lợi nhuận của mình là là được tầm uh, bắt từ lúc 9 giờ 24 phút đó chị này. Lúc giá là 264 đến 267. Đó, 264 chị nhá. Đấy này, lúc 9 giờ 9 giờ 20 9 giờ 24 phút đó chị là robot nó trả về. 9 giờ 24 phút là robot trả về là giá là 264 đến 267. Đó, 264 này. Ui Bắt đúng ngay đấy chị ạ à. Con robot này nó cho bắt đúng ngay đấy Đúng rồi lúc 9 giờ 24 phút Mà lúc đó là Em nhớ là thị trường mà vẫn còn đang Nó đang chuẩn bị vào một pha giảm mạnh Của cái phiên 24 đúng không ạ Mà ông robot này ông cho bắt từ cái à, Đây 24 đây chị 24 đây Đúng rồi với con phiên giảm mạnh này Buổi chiều buổi sáng nó còn đoán giảm mạnh này đó, buổi sáng buổi chiều lúc khoảng tầm 10 giờ là viên đếch là cái phiên này giảm rất là mạnh này đó, 24 này Thế mà ông này ông robot này ông cho bắt từ 264 Ủa bắt đúng ngay đáy luôn chị Ủa wow, robot nó cho bắt đúng ngay đáy luôn Đó, Đây là robot nha anh chị nhá Không phải em đặt lệnh mà robot nó nó trả về Đó, Đây là cái zoom mà tín hiệu robot này KBC này Đó, Đi lệnh của robot này Đó, Robot thì nó sẽ bắn vào trong cái cái telegram Và anh chị khách hàng cũng của em cũng đang đang hoạt động ở trong cái zoom telegram này Anh chị nhá Đó bắn trực tiếp luôn Đó, em quyền không phải làm gì anh chị em quyền không phải làm gì chỉ có là canh canh cái mã cổ phiếu ví dụ như là robot đã bắn về rồi cổ phiếu KBC này này đó thì đâu đó chị nhá đâu đó là em quyền mà khi mà thấy tín hiệu tích cực tiếp tục thì chỉ nhắn tin nhắn nhắn trong một cái zoom khách hàng thôi zoom chat đấy chị là thông báo chị rằng KBC chúng ta chuẩn uh, tiếp tục là vị thế mua đó. tiếp tục là vị thế mua mới chị nhá đó em chỉ có trách nhiệm là em em nhắn kiểu vậy thôi còn đâu là hoàn toàn hoàn toàn là là robot nó bán ví dụ đây là cổ phiếu Vinamilk này đúng không ạ cổ phiếu Vinamilk ngày hôm 26 này 26 tháng 7 này đây là giúp chat này, chị này Vinamilk anh chị gom tiếp vùng giá 65.8 mục tiêu trong trung hạn đó lúc 11 giờ 29 phút ở cái cái phiên 26 26 tháng 7 Vinamilk hôm nay quá ổn rồi, anh chị đúng không ạ Vinamilk thì quá ổn rồi đó Vinamilk thì quá ổn rồi Vinamilk của em cũng có anh chị nhá có cũng có mua cổ phiếu Vinamilk nhá đó, đây Vinamilk đây anh chị anh chị nhá Vinamilk là T T5 Lợi nhuận là 2.2% 2.2% đó thế là chị thấy không mà khi khi mà robot nó bắn về từ 2 tháng 7 này Nó bắn về cái đó thì khi mà có tín hiệu chị khi mà có tín hiệu tiếp tục thì em thông báo anh chị rằng hôm nay 26 đây em nhớ uh, em thông báo anh chị rằng chúng ta mua tiếp tục ở vùng giá 65.8 đó hôm sau hôm nay bật tăng luôn anh chị đẹp bông ạ mà Vinamilk thì anh chị biết rồi vừa em em có làm một cái video uh, video ngắn về cái Vinamilk uh, khi mà ông Thọ căng sữa chị nhá khi ông thọ mà căng sữa Đây là cái và Vui thôi đúng không ạ Khi mà ông thọ căng sữa Đây là cái rất là ok Của cổ phiếu Vinamilk Rồi chúng ta tiếp tục với Cổ phiếu Bây giờ chúng ta còn cái Cổ phiếu nữa là CMG À CMG Cái cổ phiếu này rất là hay Chị này Em sẽ phân tích cổ phiếu CMG này Cho chị Chúng ta có một góc nhìn Rất là hay CMG anh chị <laughs> Rồi CMG thì Chúng ta sẽ bỏ qua Cái khung thời gian này đi CMG đây Chúng ta sẽ đang là Nó Nó tạo lập đang đánh theo một con sóng à, uh, đúng không uh, tạo lập đang đánh một con uh, đang đánh một uh, sóng của chị nhé đó đây có thể chúng ta là sóng một này để chị đây là sóng quay sóng 2 này đây là sóng 3 sóng mở rộng sóng 3 này Đấy, sóng 4 này đó, sóng 4 này và đây là sóng 5 để chưa chị sóng 5 và cái sóng này là sóng điều chỉnh em cho màu khác nhá sóng điều chỉnh là là cho cái màu xanh sàn đi đó sóng điều chỉnh là a được chưa chị? B. Oh. B. Và C. Được chưa chị? Đó. Và cổ phiếu CMG đã điều chỉnh xong một cái sóng ABC và đã đi theo xong một cái bộ sóng theo SLW và đây mới là nếu về mấy khung tuần mới về cái khung tuần thì đây mới là à, đây mới gọi là có thể là một con sóng thôi À, đây vẽ ra đây chị xem đây mới là con sóng thứ hai điều chỉnh thôi của cmg ở trong cái vị thế về mặt trung à, à, hạn đó liệu rằng chúng ta còn sóng năm nữa hay không à sóng ba hay không nếu mà sóng ba ở đây là thì cái cổ phiếu cmg nó sẽ cho một cái nhịp rất là mạnh sóng ba thường thường nếu kịch bản mà mà cmg mà đi theo uh, uh, đi đánh theo sóng Elway ở trong trung hạn nữa thì cái sóng ba là sóng mở, mở rộng thường thường sóng ba là sóng mở rộng đúng không ạ nó sẽ cho một cái nhịp rất là tăng đó cơ hội mà vượt qua được cái vùng 74 này rất là cao anh chị nhá thế nên là trong trung hạn thì cổ phiếu cmg mới đang đi là sóng hai thôi và chạm ngay cái đường em 20 Và tăng lên đây là cũng làm cái sóng hai chân sóng hai tương đối là cao với chị chân sóng hai nhá tương đối là cao ở trong nhịp này đó đủ năm sóng ở trong cái đồ thị ngày rồi đủ cái mẫu hình uh, airway ở trong đồ thị ngày rồi sóng điều chỉnh a a b c và bắt đầu là chân sóng hai ở trong cái vị thế về mặt trung hạn Thử hỏi rằng anh chị CMG chúng ta còn còn cơ hội đến đến vùng giá nào nữa Đó, chúng ta sẽ chờ đón xem anh chị nhá. Thế thì kỹ thuật bắt với cổ phiếu CMG là em quyền bắt cho uh, robot thôi đúng không ạ? Đây là robot nó cho mua anh chị nhá. Thật ra robot thì là cái cái mà em quyết định uh, theo cái chiến lược uh, sử dụng về phân tích của phương Tây kèm theo với Ichimoku. Đó, thế nên là CMG T3 lợi nhuận là 6%, được chưa anh chị? T3 lợi nhuận 6%. Mình mua vùng giá 534 539 đến 5, đến 543. À đây cái vùng giá à, 24 anh chị, đúng không? 24 nhá. Đó. À, chẳng nhớ ngày nữa, robot nó bắn nó chẳng nhớ ngày đâu. Đúng không? Nếu mà mình bắn thì mình còn nhớ đây là robot nó tự bắn thôi. 24 24 tháng 7. À, là đúng cái phiên này. Đúng cái phiên này chị. À cái phiên này. Ok anh chị, đúng không ạ? Đó, bắn đúng cái phiên này, bắt đúng cái đường MA 100. Điều chỉnh về đúng cái đường MA 100 bật tăng lên. Ở đây thì cái kỹ thuật về phương Tây thì anh chị đang nhìn thấy. Là thứ nhất là chúng ta cũng có một cái tín hiệu mà có thể nói là có cái phân kỳ nhẹ ở trong phân kỳ về cái RDI được chưa anh chị? Đây chúng ta có một cái phân kỳ ở đây. Nếu mà anh em mà nhìn ở đoạn này chúng tinh ý là chúng ta có một cái phân kỳ ở đây này. Đó cho màu đen đi cho nó dễ nhìn. phân biệt. Đấy, chúng ta có một cái phân kỳ ở đây. Phân kỳ RDI Anh chị nhìn thấy không ạ? Rồi, rồi là chúng ta có phân kỳ gì ạ? MACD, phân kỳ histogram. Đó, dòng tiền anh chị đó dòng tiền cũng đang dấu hiệu vào rất ok đó là kỹ thuật mà mà bắt bắt đáy với cổ phiếu cmg và trong trung hạn chúng ta có cái đường ma 20 hỗ trợ nữa anh chị nhá đây là kỹ thuật mà mà robot robot nó cho bắt đáy là có tín hiệu phân kỳ rdi được chưa chị phân kỳ rdi thường thường nó nó là cho cái sự xác suất là 80% là thành công anh chị 80% bắt bắt đáy với cái sự phân kỳ RDI là đến là 80 đó cmg anh chị nhá cmg quá ổn áp đúng không anh chị t 3 mà lợi nhuận bốn phần bốn rồi rồi là kbc mà lợi nhuận ba năm đó ok anh chị nhá rồi tiếp theo anh chị mà đang anh chị đang xem livestream stream thì like like cho quyền một like nhá thì quý anh chị mà đang giao dịch công ty chứng khoán vbs ấy mà anh chị chưa có người hỗ trợ này chưa đặc biệt là chưa có những cái dung vip mà hệ dung vip mà đi lại đi lệnh bằng robot đó chị đó thì gheo găm anh chị em nhé tham gia dấu vip của quyền nhé thì anh chị có thể là thay vào cái hình đại diện ở trong cái app điện thoại này đó anh chị đăng nhập vào vào cái hình đại diện này sau đó hiện ra một trang mới là anh chị ấn vào thay đổi chuyên gia tư vấn và anh chị điền thông tin là i 665 đây là cái mã id của quyền đó anh chị ấn vào tích cái ba cái chứng khoán đấy biết này trái phiếu doanh nghiệp và money market anh chị điền cả ba ba cái này cho em sau đó anh chị ấn xác nhận đó, xác nhận là là đâu đó khoảng hai ngày sau là em quyền xác nhận được thông tin thế nên là anh chị ấn xác nhận xong là anh chị liên hệ trực tiếp với quyền ngay để quyền đưa anh chị tham gia vào cái cái vip này anh chị nhá để em đưa anh chị tham gia vào giúp vip ngày ngay để chúng ta đón được cái chân sóng của thị trường trong giai đoạn tới này đó đây là thực tiễn là con robot đã, đã bán về và lợi nhuận rất là cao rất là cao chị nhá đó ok chị hoặc là anh chị có thể là tham gia bằng hình thức đóng phí phí ở đây thì hiện tại là là em quyền là kết thúc cái tháng 7 này là sẽ lâm phí rồi và chúng ta còn có 3 ngày nữa thôi là vẫn còn ưu đãi 500.000 một tháng đóng 3 tháng còn có ưu đãi ơi là còn có một triệu hai đó quyền lợi được hưởng như khách hàng BVS luôn anh chị là anh chị nhá anh chị là đóng phí thì quyền lợi của anh chị được hưởng khách hàng BVS được sự uh, tham gia vào dung vip anh chị được tham gia vào dung vip và được uh, uh, <laughs> sự hỗ trợ của em một một trong suốt quá trình đầu tư nữa chị nhá đó thì anh chị có thể là quét đó, quét cái mã qr code của em quyền này để em quyền hướng dẫn này anh chị nhá đó hoặc là anh chị mở tài khoản mới ủng hộ em quyền đó thì anh chị tham gia bằng giúp vip theo ba hình thức mở tài khoản chuyển id đóng phí Được chưa anh chị đó đến với em quyền anh chị nhá đến với em quyền là chúng ta sẽ đầu tư chủ động sinh lời bền vững đó chủ động ở đây là gì chúng ta sẽ đầu tư chủ động bằng con robot vì robot đó robot ở đây em, của em quyền anh chị nhá đó em quyền có đây robot của em thì nó có một đặc điểm như này đó tại sao mà chúng ta nên sử dụng robot đó chị thứ nhất là tốc độ và hiệu quả nó thực hiện hàng nghìn lệnh trong một giây nhanh hơn rất nhiều so với con người thao tác đúng không ạ như chúng ta mà sử dụng thao tác thì, thì, lựa chọn những cái mã cổ phiếu rồi phân tích rất là lâu nhưng mà về cái độ hiệu quả và cái sự uh, coding cốt đinh của em quyền rồi nó đã À, cứ thế là thực hiện thôi, anh chị chỉ cần quét vào phát là nó thực hiện hàng nghìn lệnh trong một giây đưa ra những thông tin rất là chính xác, đó nhanh hơn của con người và thứ hai là loại bỏ cảm xúc, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cảm xúc như là tham lam, sợ hãi, đúng không? đưa giúp nhà đầu tư đưa ra một cách quyết định và khách quan. điển hình như cổ phiếu HVN anh chị, HVN thì em nói rất là nhiều rồi, đúng không? HVN anh chị, đây là con robot anh chị, à, con robot mà của em quyền nó đó, nó đã cho anh chị khách hàng bán từ cái giai đoạn là 15 tháng 7 bán xong phát là nó chui vào một cái lòng đất rất là nhanh đó đúng không ạ bán xong phát là con robot này là cứ thế là nó nó chui rồi có thể em tính từ cái nhịp mua ở đây đi đó trước đó thì nó còn nhịp mua nữa nhưng em không không cần tính thì cái nhịp mua này chúng ta lợi nhuận là 110 phần trăm 110 phần trăm là cái nhịp bán là ngày 15 tháng 15 tháng 7 robot bảo bán bán xong phát anh chị thấy không ạ 10 phiên qua nó giảm một cái nhịp giảm rất là mạnh giảm rất là mạnh đó, hôm nay bắt đầu robot mới cho mua trở lại. Đó, nếu anh chị em mà robot mà anh em mà 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 nếu mà chúng ta mà kiểu đánh cá nhân ấy, chúng ta không có được cái sự ấy thì khả năng là anh em rớt hàng đoạn này. Khả năng mình rớt hàng những cái vùng giá này. Đó, rớt hàng thì vùng giá này còn được. Cái vùng giá này thì cũng lanh quanh vùng giá bán thôi, nhưng mà cái đoạn này là kéo nhiều khi là mình rớt hết hàng rồi, đúng không anh chị? Đó, thế nên là nó kiểm soát được cái tâm lý là chúng nó không tham lam và nó không sợ hãi mặc dù nó có những cái pha chỉnh như này nó không sợ hãi đúng không ạ nó không sợ hãi và nó không tham lam nó không tham lam nó bảo có cái vùng giá này anh chị nhá thì đó là con robot của em quyền với cổ phiếu uh, với cổ phiếu anh, uh, giao dịch trên thị trường đó ok anh chị nhá hiệu quả rất là cao đúng anh chị đó và thứ ba nữa là nó phân tích dữ liệu rất là lớn rất là nhiều mã có khả năng xử lý dung lượng lớn dữ liệu của thị trường một cách nhanh chóng và chính xác tìm ra những cơ hội giao dịch mà con người khó có thể nhận biết được đúng ạ ví dụ như là có phân kỳ đó ai phân kỳ mà cd phân kỳ dòng tiền hoặc là dòng tiền của tạo lập vào đó thế nên là chúng ta nhiều khi chúng ta không nhận ra được cái cơ hội đó thế nên là với với cái robot này nó phân tích dữ liệu rất là lớn và nhanh đúng không? thứ tư đó là thực chiến đó thực chiến lược đúng không ạ thực hiện thực hiện chị nhá, chiến lược một cách kỷ luật thực hiện chỗ này thiếu chữ hiện thực hiện chiến lược một cách kỷ luật tuân thủ chặt chẽ các chiến lược giao dịch đã được lập trình sẵn cốt định sẵn của em quyền đó, và không bị phân tâm bởi các yếu tố thông tin ngoài bên ngoài ví dụ như thiên tai lũ lụt chiến tranh nó nó loại trừ hết nó không bị phân tâm đó nó cứ đúng các cái chiến lược à, uh, uh, định nó cứ đánh thôi nó vi phạm nó bánh và thứ năm kết luận cuối cùng là đầu tư an toàn và sinh lời đầu tư theo robot nó rất là an toàn không bị cảm xúc không bị tham lam không bị sợ hãi không bị các cái yếu tố bên ngoài và nó cứ sinh lời một cách bền vững bền vững anh chị nhá đó ok chị liên hệ trực tiếp với riêng quyền để đón những cái cơ hội để đón những cái siêu phẩm trong thời gian tới và à, để có được cái sự thành công và cái tài sản của mình ngày một sinh lời bền vững lên anh chị nhá ok cảm ơn chị rất nhiều theo các anh chị em tham gia vào giúp vip của em quyền đó giao dịch bằng chiến lược robot anh chị nhá rồi tiếp tục chúng ta với cổ phiếu vc chiến lược bắt đáy cổ phiếu vc VC thì cổ phiếu này là không có chiến lược bắt đáy mà nó À, nó có một cái chiến lược là anh chị đó là cái chiến lược con robot này, con robot xu hướng là hôm nó bán về này, đó đây là tín hiệu robot nó bán về, cái cổ phiếu này thì nó không phải là chiến lược bắt đáy mà nó bánh theo bánh theo chiến lược uh, chiến lược vách uh, vách ở trong cái H 1 đấy, đó vượt cản trong H 1 nó có chiến lược anh chị nhá, đó hàng về thì vẫn đang ổn áp thôi, đó, con này thì nó không có chiến lược bắt đáy, đó T 2 lợi nhuận là 0,8% phần trăm chiến lược này không có chiến lược bắt đáy tuy nhiên thì đây là cũng làm cái tín hiệu mà robot của em quyền nó cho mua từ cái phiên ngày 25 tháng 7 đúng không ạ mua xong anh chị thấy nó có được bật tăng rất là mạnh 42 lúc đó mình mua là trung bình là khoảng tầm 413 43 cái cổ phiếu này thì nó không có chiến lược bắt đáy đó thì tuy nhiên nhưng mà nó có đây là có cái cái robot của em quyền thì em đưa vào chị nhá thứ hai nữa đạm phú mỹ à đạm phú mỹ anh chị <laughs> đạm phú mỹ mình mua từ cái phiên ngày à, À, phim ngày bao nhiêu đây 25 à, đang lợi nhuận là 3 gọi là gọi sắp chỉ 25 đó, đây đây là chiến lược mà mà bắt đáy ở đây thì anh chị đang nhìn thấy rồi các bạn thứ nhất là chúng ta lấy một góc nhìn của anh chị thì chúng ta có những cái tín hiệu phân kỳ đây này tín hiệu phân kỳ về hết này này ở trên chị đấy phân kỳ histogram hai phép đấy chị đó phân kỳ histogram này phân kỳ histogram với so với đường giá anh chị thấy không chúng ta có những cái đỉnh rất là thấp thấp hơn rồi là về các chỉ báo là dai các thứ chị nhá đó và đâu đó dấu hiệu là phiên ngày 25. 25 là một cái phiên mà nó cắt ngược trở lại. Đó. Cắt ngược trở lại cái cái gì ạ? Khi mà cái phiên ngày 24 này, 24 là bắt đầu nó cắt trở lại, cắt trở lại cái đường em MA 200. Và phiên ngày 25 là phiên xác nhận của cái phiên 24 và chính vì vậy là robot nó cho báo mua với cổ phiếu Đạm Phú Mỹ ở phiên ngày 25 và lợi nhuận ở đây anh chị. Đấy lợi nhuận ở đây của mình là đang lợi nhuận là 2.3 phần đó trước đó là có tín hiệu phân kỳ của MACD đó. tín hiệu phân kỳ của MACD và nó cắt ngược trở lại cắt ngược trở lại cái đường MA 200 và nó xác nhận của phiên ngày năm và chính vì vậy nó xác nhận là con robot nó cho bán về hàng về ổn áp mà chị 2 phần trăm Ok chị nhá tiếp theo là cổ phiếu um, HHG HDG à, chị HDG là cho mua từ cái phiên ngày 26 Đấy, phiên ngày 26 đây HDG cũng là nếu mà anh em mà nhìn thấy đây là chúng ta có tín hiệu à, Tín hiệu phân kỳ đây này Đó, Tín hiệu phân kỳ của RAI được chưa Tín hiệu phân kỳ bắt tỷ lệ phân kỳ đấy chị nhá Đó, Rồi là MACD đây anh chị MACD của mình nó cũng đang phân kỳ đây Đó, Rồi cắt lên cái đường histogram Đó. À histogram cắt lên đường zero so với anh chị Đấy, Nó nhanh quá đâm ra nó bị vấp đây rồi là nếu mà chúng ta mà kỹ thuật thì anh em có thấy cái đường mà đường MACD và đường tín hiệu đúng không ạ? Nó cũng có sự phân kỳ. Đây là những kỹ thuật mà bắt đáy, thậm chí là dòng tiền. Đó, dòng tiền cũng đi vào một cách âm thầm. Dòng tiền đi vào một cách âm thầm đối với cổ phiếu HAG Đó, ở trong cái vị thế ngắn hạn là tín hiệu nó cho bắt cổ phiên ngày 26. 26 anh chị nhá, 26 mới cho bắt. Nó xác nhận xác nhận là cái xác nhận cái phiên này này. Xác nhận là cái phiên 24 tạo đáy này và cái phiên ngày phiên ngày 25 phiên ngày 25 thì nó nó chu điều kiện cây lến này nó chu chu điều kiện đó thế nên là cái phiên ngày 26 là cây lến nó đủ điều kiện của tạo đáy trước đó có những cái tín hiệu phân kỳ và chính vì vậy là 26 là đối với cổ phiếu HG là là tín hiệu robot nó trả về đó, trả về cái zoom tên là gam anh chị nhá và HLG như chị đang nhìn trong thấy trung hạn rồi điều chỉnh về ngay đường MA 50 bật tăng trở lại đấy, điều chỉnh ngay về đúng cái đường năm 50 bật tăng trở lại đấy được chưa ạ anh chị đấy là một chiến lược mà bắt đáy chị nhá đó cắt cái đường EMA 6 đó sau trước đó là đã có những cái tín hiệu phân kỳ về dòng tiền đó RSI MACD ok chị hiệu quả không ạ đó là cái chiến lược là kỹ thuật bắt đáy với cổ phiếu HAG có những cái chiến lược mà chúng ta bắt sát cái vùng giá này luôn nó sát vùng giá luôn anh chị có nhớ cái cổ phiếu HVN à, HVN ngày hôm qua không cổ phiếu này mà nói thật sự đây cái cổ phiếu HVN là là đúng là là về chiến lược anh chị chiến lược thì robot nó chưa cho mua đó nên là nó không trả về cái telegram nhưng mà cơ bản là em quyền cũng đã thông báo với anh chị khách hàng là HVN ngày hôm nay có giá từ 18.8 đến 19.6 vùng hỗ trợ mạnh trung hạn anh chị chuẩn bị giải ngân đánh nhịp hồi 30% lúc 10 10 giờ 37 phút anh chị ngày 26 đây này anh chị nào ngày 6 này đây là zoom chat zoom chat này thì em em hỗ trợ anh chị trong cái 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 cái, cái, cái thông tin anh chị mà đang nhắn, nhắn tin hỗ trợ đó đây là cái phiên của với HR chị thấy hay không kỹ thuật bắt đáy đó HR chị nhá phiên ngày đúng phiên này 26 đây đó em quyền có thông báo với quý chị khách hàng của em như vậy robot thì nó hôm nay bắt đầu mới mới mua robot ngày hôm nay bắt đầu mới cho mua robot một bắt đầu ngày cho mua nhưng mà về kỹ thuật anh chị về kỹ thuật thì em quyền đã thông báo với chị trước là cái phiên ngày hôm 26 rồi đó đó là cái kỹ thuật mà em quyền đã có những cái chiến lược rất hiệu quả và chính vì vậy em đưa vào chiến lược cốt đinh như vậy cốt đinh như vậy đó anh chị thấy hay không thấy hay với cổ phiếu hdg à, hv không ạ Đấy. thông báo anh chị bắt luôn và phiên ngày mai tím tái luôn anh chị tổng hiện tại đang là 16% sáu lợi nhuận 16% sau một cái pha bắt ở vùng quanh quanh vùng 19 khách hàng của em bắt được anh chị nhá khách hàng của em bắt được có nhắn tin rất là ok và hôm nay thậm chí là còn hỏi em uh, liệu hôm nay có xanh không em bảo xanh chị đó, em bảo xanh chị đó, đâu rồi? Hôm nay có có chị. Đây chị có một chị hỏi em. Nó đây là khách hàng của em. Hôm nay lúc mà 12 giờ 58 phút này HVN chiều nay xanh hay đỏ với em? Hi hi. Xanh chị ạ. À. Đó. Vậy trung bình giá thêm hôm nay hả em? Đợi giá đỏ trung bình nhỉ. Góp dần được chị ạ. À. Đấy, hôm nay là tím tái luôn cổ phiếu HVN. Anh chị nhá. Đó, em còn quyền còn hỗ trợ anh chị một một nữa trong quá trình đầu tư nữa. Anh chị cứ tương tác với em thôi. Đó, còn đâu là lệnh nó thật sự là lệnh đợt này là em không phải canh lệnh nữa mà lệnh là trực tiếp robot nó bắn trong telegram em không cần phải coi lệnh nữa và con robot này của em đã có sự bách test hiệu quả đến 90 phần trăm rồi đó em giờ không cần phải về 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 tìm mã nữa mà tự robot nó bắn về hàng ngày hàng giờ từ uh, tự robot nó sẽ bắn về hàng ngày hàng giờ còn đâu em chỉ hỗ trợ anh chị khách hàng về cái khách hàng chat chít với anh chị khách hàng cũng như là các bác cổ phiếu mà nó có điểm mua tiếp theo các mã cổ phiếu mà robot nó đã bắn rồi ấy mà có thể là gia tăng tỷ trọng thì em quyền sẽ thông báo tiếp tục anh chị là gia tăng tỷ trọng đó ví dụ như hát đây anh chị đúng không ạ vinamil trước đó em có, có thông báo của chị khách hàng đấy đó đây đây là giúp khách hàng của em truyền anh chị đó đây là với đây là giúp chat anh chị nhá vinamil đây 26 tháng 7 đây à, anh chị gom tiếp vùng 65.8 mục tiêu trung hạn đó rồi stb gia tăng tỷ trọng giá 5 năm được chưa anh chị đấy Ok chị nhá thì uh, robot nó đang cho hiệu quả rất là thành công nhá anh chị mà đang giao dịch công ty chứng khoán VS thì anh chị có thể chuyển về ID của quyền là 665 anh chị nhá à, i665 hoặc là anh chị có thể tham gia bằng hình thức uh, đọc phí anh chị nhá đó bằng cách đọc phí phí có 500 nghìn một tháng thôi ưu đãi đóng 3 tháng là có 1 triệu 2 và cái ưu đãi 500 nghìn này chỉ có kết thúc đến tháng 7 thôi vì con robot của em là đưa vào vận hành là cuối tháng 6 cuối tháng 6 vừa qua em mới đưa vào vận hành thế nên là ưu đãi chị khách hàng mới nếu đã anh chị khách hàng mới tham gia cho nên chúng ta còn có hai ngày nữa anh chị nhanh tay nhá nhanh tay và anh chị uh, có thể là mở cái tài khoản ủng hộ em quyền đó đối với anh chị mà mở mới mở mới thì anh chị uh, có thể là sẽ tham gia vào zoom luôn đó khoảng tầm hai hai tuần sau hai tuần sau anh chị có thể cơ cấu từ từ bên công ty chuẩn khác được về bên em dần dần cũng được đó đối với em quyền thì không quan trọng lắp to hay lắp nhỏ đó về với nhau là cái niềm vui rồi và cái mục tiêu đó, cái mục tiêu và cái tâm tư của em quyền đó là muốn mang lại lợi nhuận cho anh chị trên thị trường chứng khoán này đầu tư chúng ta một cách sinh lời bền vững bền vững bền vững sinh lời một cách bền vững anh chị đó đến với dương quyền anh chị đầu tư chủ động sinh lời một cách bền vững anh chị nhá anh chị quét mã qr code để tham gia giao vip đó em quyền hỗ trợ một một này kèm cặp trong cái quá trình đầu tư anh chị anh chị có hỏi dụ như là có thể về phân tử phương tây hoặc là hệ thống chim cu thì em quyền sẽ kèm cặp và hỗ trợ anh chị đó những cái kỹ năng những cái kỹ thuật bắt đáy. OK, cảm ơn anh chị nhá. Anh chị nhớ like và sub like kênh chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị cần thêm cái thông tin hỗ trợ cứ liên hệ trực tiếp với Quyền, Quyền sẽ hỗ trợ uh, hoàn toàn free anh chị nhá. đó được tương tác, được uh, về với nhau rất là vui rồi anh chị nhá. rồi chúng ta quay trở lại với uh, với cổ phiếu tiếp theo, đúng không ạ? Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu VC uh, uh, rồi, đại phú mỹ rồi, đúng không ạ? HAG, chưa anh chị. HAG rồi sao đúng không chị nhỉ? Quên mất. HDR chưa nhỉ? HDR rồi anh chị. Đó. Rồi là Vinamilk anh chị. Vinamilk. Đó, Vinamilk đây anh chị. Vinamilk của em quyền có nói chia sẻ rồi. Hôm nay thì à, à Vinamilk. Đâu rồi, Vinamilk đây. Anh chị, Vinamilk là mua ngày 2 tháng 7. Giá 657 đến 66. Được chưa anh chị? T5 lợi nhuận 2.2%. Vinamilk là 22 tháng 7 đúng không ạ? À, đây à Đây phiên này anh chị 2 tháng 7 đây Đúng phiên này Đúng phiên bắt đáy luôn chị Đấy Kỹ thuật bắt đáy Anh chị Đúng kỹ thuật bắt đáy luôn Thì ở đây là em quyền à, Thứ nhất là em à, Góc nhìn của em là về cái đường à, Đường cái vị thế về mặt giải hạn này Tuy nhiên thì anh em mà đánh ở trong ngắn hạn Chúng ta sẽ phân tích về cái ngắn hạn thôi Ở đây anh chị thấy nhất là Là nó là, là, là có cái sự phân kỳ này Đó Anh chị thấy không Thứ nhất là chúng ta thấy cái đỉnh Đỉnh sau này đỉnh sau này đúng không ạ? Và chúng ta có cái đỉnh trước và đỉnh sau. Thì như chị đang nhìn thấy là chúng ta với ở đây có gì? Với cái đường với cái đường histogram này, đúng Histogram này có phân kỳ không anh em? Đúng không ạ? Rồi MACD có phân kỳ không ạ? Có phân kỳ. Đúng không ạ? Thế tại sao phân kỳ này chúng ta không bắt? Đúng không ạ? Lý do gì chúng ta không bắt anh chị. Đó. Ok chị, bắt đúng đáy luôn. Đối cổ phiếu Vinamilk. Tôi phẩm anh chị. Kỹ thuật robot luôn anh chị nhá. Đây là robot bón trả về nhá. Nó trả về lúc đó Lúc đó là lúc 10 giờ 54 phút 10 giờ 54 phút Đúng không ạ? Robot đã trả về <laughs> Đó, robot đã trả về đúng là 10 giờ 54 phút đoạn này 6, lúc này khả năng nó bắt bắn bắn đoạn này này 6, bắn cắt cái đường MA6 này đó, Bắn cả mắt đoạn này Đó, và hiện tại giờ đang lợi nhuận là 2, 2.2% Đó, ok anh chị Đó là một cái kỹ thuật mà À, bắt đáy rất hiệu quả thành công và em quyền uh, lên chia sẻ của anh chị trong cái buổi review ngày hôm nay anh chị thấy hay thì like cho em quyền một like cũng như là quý chị mà chưa đăng ký kênh thì anh chị có thể đăng ký kênh và đặc biệt là quý chị mà đang giao dịch công ty chứng khoán Bimet, thì anh chị mà chưa có những cái zoom vip đó rồi là uh, chưa có đặc biệt là chưa có cái zoom trước <laughs> chưa... Đó thì anh chị mà chưa có người đồng hành này Chưa có người hỗ trợ tốt này Đặc biệt là chưa có dung VIP chạy trên cái nền tảng bằng tự động bằng robot Đó thì anh chị có thể là chuyển ID về em quyền là 665 Anh chị nhá đó và thứ hai là anh chị à, à, đang giao dịch công ty quán khác có thể mở cho em quyền ủng hộ em quyền bằng tài khoản đó khoảng tầm 2 tuần sau anh chị phát sinh giao dịch cũng được anh chị nhá đó và anh chị có thể chuyển dần chuyển dần từ các công ty quán khác về về về, về, về bên VS anh chị nhá và thứ ba nữa anh chị có thể tham gia vào hít đóng phí phí đến với em dương quyền đầu tư chủ động sinh lời một cách bền vững anh chị nhá anh chị nhanh tay quét lờ code để tham gia dung vip em quyền còn hỗ trợ anh chị một một kèm cặp anh chị trong quá trình đầu tư nữa ok cảm ơn quý chị rất nhiều hy vọng được đồng hành cùng quý vị trong thời gian tới xin chào và hẹn lại quý chị thank you